Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết rồi, cùng mình vào bếp làm những món ngon ngày Tết nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cách kho thịt mới, đảm bảo ăn rất là ngon và bắt cơm nha. Mình sẽ lựa những dải thịt ba rọi ngon và cắt thành hình vuông như vậy. Mình sẽ cắt miếng thịt bự một chút, áp chảo để thịt ra bớt dầu, khi kho thịt sẽ săn hơn. Khi mặt bên đã vàng rồi, mình sẽ lật mặt lại và áp chảo tiếp. Khi áp chảo, mọi người không cần bỏ dầu vào. Miếng thịt vàng óng như vậy thì chút kho màu sẽ rất đẹp. Lúc này miếng thịt đã ra rất nhiều dầu. Lót vài cây hành ở đáy nồi và cho thịt lên. Lót hành như vậy thì khi kho thịt sẽ thơm và thơm đều hơn. Thố đất của mình hơi nhỏ, mọi người nên sử dụng thố đất bự hoặc là nồi bự nha. Mình cho vào đây vài lá gừng, hai hoa hồi, một muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối, một muỗng canh hắc xì dầu, một muỗng canh dầu hào. Mình thêm vào một chén ăn cơm nước lọc, 1/2 lon coca hoặc là 7 ấp cũng được. Nồi thịt đã sôi thì mình sẽ mở nắp và hớt bọt. Mình đã nghe được mùi thơm rồi á mọi người, rất là thơm luôn. Khi thịt sắc xuống còn 1/2 nước thì mọi người vớt hai bông hoa hồi ra nha. Nếu để lâu thì thịt sẽ bị chua á. Lúc này thì nước đã rút gần hết rồi và miếng thịt rất là mềm và bóng mượt. Miếng thịt có màu rất là đẹp, bóng mượt và mỡ thì trong veo. Mình sắn miếng thịt ra thì miếng thịt mềm không hề bị rệu nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha. Chúc mọi người thành công với món thịt kho kiểu Trung Hoa này. Chào mọi người.